Xin chào các em, hôm nay chúng ta tiếp tục chuyên đề sinh học tế bào với các dạng bài tập về giảm phân. Đầu tiên cô sẽ giới thiệu với các em giảm phân có những dạng bài tập nào. Các dạng bài tập của giảm phân thì gồm có dạng 1 Dạng 1 đây là dạng xác định số nhiễm sắc thể. Số nhiễm sắc thể này có thể là số nhiễm sắc thể đơn hoặc là số nhiễm sắc thể kép, số chromatic, tâm động, hàm lượng ADN của tế bào qua các kỳ của giảm phân. Như vậy để làm được dạng này thì các em cần phải xem lại diễn biến quá trình giảm phân cô đã hướng dẫn ở video trước. Dạng thứ hai là dạng xác định số giao tử được hình thành từ hiệu suất thụ tinh. Các em xác định cho cô số hợp tử. Đây là dạng 2. Dạng 3, đây là dạng mà xác định số loại giao tử, tỷ lệ các loại giao tử. Cái dạng 3 xác định số loại giao tử, tỷ lệ các loại giao tử này trong các trường hợp. Trường hợp thứ nhất là giảm phân bình thường, không hoán vị. Trường hợp thứ hai là giảm phân bình thường, có hoán vị. Và trường hợp thứ ba là giảm phân bị rối loạn. Khi mà giảm phân bị rối loạn thì sẽ gây ra tạo ra các giao tử đột biến. Các giao tử đột biến này có thể qua thụ tinh sẽ tạo ra các hợp tử bị đột biến số lượng nhiễm sắc thể. Như vậy đây là các dạng bài tập giảm phân. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em hai dạng. Dạng 1 và dạng 2. Dạng 1 đó là xác định số nhiễm sắc thể chromatic tâm động qua các kỳ của giảm phân. Và dạng 2 là xác định số giao tử hiệu suất thụ tinh. Số hợp tử được hình thành sau quá trình thụ tinh. Còn đối với dạng 3 này, ở dạng 3 này thì các em lưu ý cho cô đã có các video. Các video này tương ứng lần lượt là hướng dẫn các em xác định số loại giao tử, tỷ lệ các loại giao tử qua giảm phân bình thường không hoán vị, qua giảm phân bình thường có hoán vị, qua giảm phân bị rối loạn. Các video này cô sẽ đính kèm trong cái phần mô tả. Như vậy các em tìm link ở cái phần mô tả để các em xem lại các phần này cho cô. Đầu tiên chúng ta sang dạng 1. Dạng 1 đây là dạng xác định số nhiễm sắc thể và trạng thái của nó. Có nghĩa là số lượng nhiễm sắc thể đơn hay là tế bào lúc này là các nhiễm sắc thể đang ở trạng thái kép, số chromatic, số tâm động, hàm lượng ADN của tế bào. Qua các kỳ của giảm phân. Như vậy để làm được bài tập dạng này thì các em cần phải lưu ý về các diễn biến của quá trình giảm phân. Cô nhắc lại về diễn biến của giảm phân. Diễn biến giảm phân thì gồm có một kỳ trung gian. Kỳ trung gian thì chúng ta có 3 pha G1, S, G2. Cô cho một tế bào ban đầu là 2N. Tế bào ban đầu là 2N trải qua giảm phân nha các em. Quá trình giảm phân gồm có kỳ trung gian G1, S, G2 và hai lần giảm phân đó là giảm phân 1 và giảm phân 2. Giảm phân 1 thì chúng ta có kỳ đầu 1, giữa 1, sau 1, cuối 1. Giảm phân 2 thì chúng ta sẽ có kỳ đầu 2, giữa 2, sau 2, cuối 2. Về diễn biến của giảm phân thì ở pha G1 số lượng nhiễm sắc thể vẫn ở trạng thái đó là 2N đơn. Ở pha S thì nhiễm sắc thể ADN nhân đôi dẫn đến nhiễm sắc thể nhân đôi. Lúc này nhiễm sắc thể ở trạng thái 2N kép nha các em.
Ở pha G2 tổng hợp các chất còn lại, còn số lượng nhiễm sắc thể vẫn ở trạng thái 2N kép. Kỳ đầu 1, tiếp theo pha G2 vẫn là 2N kép, nhiễm sắc thể bắt đầu co xoắn. Ở kỳ giữa 1 vẫn là 2N ở trạng thái kép. Các nhiễm sắc thể kép xếp thành hai hàng trên mặt phẳng xích đạo. Ở kỳ sau 1, mỗi nhiễm sắc thể kép trong cặp tương đồng phân ly về một cực của tế bào, như vậy số lượng nhiễm sắc thể vẫn là 2N kép. Ở kỳ cuối 1, phân chia tế bào chất, 2N kép này tách đôi ra, vậy mỗi tế bào có N kép. Và tại thời điểm lúc này chúng ta có gì các em? Hai tế bào. Ở kỳ đầu 2, diễn biến tiếp tục. Kỳ đầu 2 thì một tế bào chúng ta có N kép, lúc này có hai tế bào. Ở kỳ giữa 2, các nhiễm sắc thể kép tập trung thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo. Vẫn là gì các em? N kép. Ở kỳ sau 2, một kép này tách ra thành hai đơn, như vậy trong tế bào chúng ta sẽ có 2N đơn. Ở kỳ cuối 2, phân chia tế bào chất, mỗi tế bào chất sẽ chứa bao nhiêu gam? N đơn. Và tại kỳ cuối này, lúc này chúng ta có 4 tế bào. Như vậy bắt đầu từ pha G1 của kỳ trung gian đến tới kỳ sau 1, trước khi mà phân chia tế bào chất, chúng ta có một tế bào. Sau khi phân chia tế bào chất ở kỳ cuối 1 cho tới gì các em? Kỳ sau 2 thì chúng ta có hai tế bào. Và ở kỳ cuối 2 chúng ta có 4 tế bào. Như vậy đây chính là diễn biến của gì các em? Giảm phân. Vậy thì chúng ta áp dụng để làm bài tập số 1 cho con. Ví dụ, cô cho một tế bào 2N bằng 24. Tiến hành giảm phân. 2N bằng 24 này, cô cho tế bào này có hàm lượng ADN. Ở trong nhân là X. Xác định cho cô trong mỗi tế bào, xác định ở đây là xác định trong mỗi tế bào nha các em. Thứ nhất đó là các em xác định cho cô số gì? Nhiễm sắc thể đơn. Thứ hai là số nhiễm sắc thể kép. Thứ ba là số chromatic. Thứ tư là tâm động. Thứ năm là hàm lượng ADN trong nhân tế bào qua các kỳ sau. Kỳ thứ nhất là gì các em? Pha G1 của kỳ trung gian, pha S, pha G2, tới đầu 1, giữa 1, sau 1, cuối 1. Tiếp tục giảm phân 2 thì chúng ta có đầu 2, giữa 2, sau 2, cuối 2. Rồi các em xác định cho cô. Dựa vào diễn biến cô vừa mới nhắc lại. Thứ nhất, ở pha G1 thì số lượng nhiễm sắc thể vẫn là 24 ở trạng thái đơn. Như vậy các em có là trong một tế bào là có 24 đơn. Lúc này nhiễm sắc thể chưa nhân đôi tạo nhiễm sắc thể kép, cho nên là kép bằng 0. Mà kép bằng 0 thì chromatic bằng 0. Cô nhắc lại về nhiễm sắc thể kép và chromatic. Cái này cô đã nói ở video phía trước. Đó là gì các em? Một kép là gồm hai chromatic. Đây là chromatic thứ nhất. Đây là chromatic thứ hai. Hai chromatic này dính nhau tại vị trí gì các em? Tâm động. Tâm động là nơi mà nhiễm sắc thể sẽ bám vào thoi vô sắc. Như vậy khi mà ở kỳ sau, cô ví dụ như trong giảm phân thì ở kỳ sau 2, thì một kép này nó sẽ tách ra tạo ra hai đơn. Như vậy bản chất của một đơn này là tương đương với một chromatic. Nhưng mà chromatic chỉ có khi nó tồn tại ở trạng thái kép thì chúng ta gọi là chromatic. Còn khi đã tách nhau tại tâm động thì mỗi nhiễm sắc thể này chúng ta sẽ gọi là nhiễm sắc thể đơn. Chúng ta không gọi là một chromatic nữa. Như vậy các em lưu ý, khái niệm chromatic chỉ tồn tại khi nhiễm sắc thể ở trạng thái gì các em? Kép. Ở pha G1 này nhiễm sắc thể kép bằng 0 thì có nghĩa là chromatic cũng bằng gì các em? Bằng 0. Vậy số tâm động bao nhiêu?
Bao nhiêu nhiễm sắc thể thì bấy nhiêu tâm động. 24 nhiễm sắc thể thì chúng ta có 24 tâm động. Hàm lượng ADN vẫn là gì các em? X, lúc này chưa nhân lên. Ở pha S, ADN nhân đôi dẫn đến nhiễm sắc thể nhân đôi. 24 đơn này nhân đôi thành 24 kép. Như vậy lúc này nhiễm sắc thể đơn sẽ bằng 0. 24 kép thì chúng ta sẽ có 48 chromatin. Vậy số tâm đồng 24 kép thì chúng ta sẽ có 24 tâm đồng. Hàm lượng ADN lúc này đã gấp đôi bởi vì nó nhân đôi lên kem. Hàm lượng ADN ban đầu là X thì bây giờ sẽ là 2X. Pha G2. Ở pha G2 tiếp tục pha S thì vẫn là 24 đơn. À cô xin lỗi, không đơn, 24 chromatin. 24 nhiễm sắc thể kép, 48 chromatic, 24 tâm động, hàm lượng ADN vẫn là 2X. Kỳ đầu 1 thì số lượng nhiễm sắc thể kép vẫn là 24 đơn 0. Chromatic 48, tâm động 24, hàm lượng ADN 2X. Ở kỳ giữa, co sóng cực đại, nhiễm sắc thể xếp thành hai hàng nhưng về mặt số lượng và trạng thái thì trạng thái vẫn là 24 kép 48 chromatic 24 tâm đồng, hàm lượng ADN vẫn 2X. Ở kỳ sau 1, kỳ sau 1 này thì nhiễm sắc thể kép chưa tách ra thành một kép, chưa tách thành hai đơn nha các em, vẫn ở trạng thái kép. Có điều mỗi kép trong cặp tương đồng thì đi về một cực của tế bào. Như vậy số lượng nhiễm sắc thể vẫn là 24 kép, đơn là 0. Số lượng chromatic vẫn 48 24 2X. Ở kỳ cuối 1 sau khi phân chia tế bào chất thì tạo ra hai tế bào con. Như vậy ở kỳ cuối 1 này chúng ta có hai tế bào. Mỗi tế bào con lúc này là 24 kép. Ở kỳ sau 1 thì kỳ cuối 1 sẽ chia đôi ra, mỗi tế bào sẽ là 12 kép, đơn bằng 0. 12 kép thì 24 gì các em? Chromatic. 12 kép thì chúng ta có 12 tâm đồng. Hàm lượng ADN lúc này nó đã như thế nào các em? Giảm đi một nửa so với kỳ sau 1 là X. Ở kỳ đầu 2 thì số lượng nhiễm sắc thể vẫn là 12 kép, đơn 0. 24 chromatic, 12 tâm đồng. Hàm lượng ADN trong một tế bào vẫn là X. Kỳ giữa 1 thì 12 kép này xếp thành một hàng trên mặt phẳng sắc nạo, có nghĩa là vẫn 24 chromatic, 12 tâm động, hàm lượng ADN là X. Kỳ sau 1, kỳ sau 2 thì 12 kép ở kỳ giữa 2 này sẽ tách đôi ra thành 24 đơn. Lúc này kép bằng 0 thì chromatic bằng 0. 24 đơn thì chúng ta có 24 tâm động. Hàm lượng ADN lúc này vẫn là hàm lượng ADN của 12 kép cũng bằng với hàm lượng ADN của 24 đơn nha các em, vẫn là X. Kỳ cuối 2, sau khi phân chia tế bào chất thì một tế bào con chỉ có 12 đơn thôi. Như vậy kép 0, chromatic 0, 12 tâm đồng, hàm lượng ADN giảm một nửa so với kỳ sau 2, có nghĩa là chỉ có 0,5X. Và tại thời điểm này chúng ta có 4 tế bào. Như vậy, bắt đầu từ G1 tới kỳ sau 1, trước khi phân chia tế bào chất thì có một tế bào. Sau khi phân chia tế bào chất thì kỳ cuối 1 chúng ta có hai tế bào. Kéo tới gì các em, kỳ sau 2 chúng ta cũng có hai tế bào. Còn kỳ cuối 1 chúng ta có 4 tế bào. Mỗi tế bào là có 12 nhiễm sắc thể đơn. Như thế nào so với số nhiễm sắc thể của tế bào mẹ ban đầu các em? Giảm đi một nửa. Được nha. Hàm lượng ADN ban đầu là X, còn bây giờ là nhiêu? 0,5X, cũng giảm đi một nửa. Như vậy đây là một ví dụ về dạng 1. Xác định số lượng nhiễm sắc thể, trạng thái nhiễm sắc thể, số chromatic, tâm động, hàm lượng ADN trong mỗi tế bào. Được nha? Qua các kỳ của dạng phân. Đấy là chúng ta có dạng thứ nhất. Chúng ta tiếp tục cho cô dạng 2. Dạng 2 đây là dạng xác định. Xác định số giao tử được hình thành sau giảm phân.
Rồi hiệu suất thụ tinh. Tính số hợp tử hình thành qua thụ tinh. Như vậy để làm dạng này thì các em cần phải lưu ý cho cô, chúng ta cần phải lưu ý về cái kế hoạch quá trình giảm phân. Đối với giảm phân thì một tế bào 2N thì qua giảm phân sẽ tạo ra gì các em? Bốn tế bào con và mỗi tế bào giảm đi một nửa là N. Cụ thể là đối với một tế bào sinh tinh. Một tế bào sinh tinh 2N thì khi giảm phân sẽ tạo bốn tế bào con. Và bốn tế bào con này đều phát triển thành bốn giao tử hay ta gọi là bốn tinh trùng N. Những em. Còn đối với một tế bào sinh trứng 2N thì khi giảm phân cũng tạo ra bốn tế bào con, nhưng mà chỉ có một tế bào là phát triển thành trứng thôi, N. Còn ba tế bào còn lại sẽ bị tiêu biến, ta gọi là ba thể cực, N. Như vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra điều gì? Từ một tế bào sinh tinh tạo ra bốn tinh trùng thì từ đây chúng ta suy ra số tinh trùng hình thành sẽ bằng số tế bào sinh tinh nhân với gì các em? 4. Từ một tế bào sinh trứng tạo ra một trứng và ba thể cực thì chúng ta sẽ có thứ nhất đó là số trứng được hình thành qua giảm phân sẽ bằng gì các em? Số tế bào sinh trứng nhân mấy? Nhân 1. Chính bằng số tế bào sinh trứng luôn. Còn nếu như mà hỏi số thể cực bị tiêu biến thì sẽ bằng số tế bào sinh trứng nhân 3. Còn ví dụ như hỏi số nhiễm sắc thể bị tiêu biến trong các thể cực thì chúng ta sẽ bằng gì các em? Số thể cực nhân với mấy n các em? Nhân với n. Bởi vì mỗi thể cực thì có số lượng nhiễm sắc thể là gì? N. Ngoài ra thì các em cần lưu ý cho cô, chúng ta còn có công thức đó là hiệu suất thụ tinh. Hiệu suất thụ tinh chính bằng số giao tử được thụ tinh trên cho tổng số giao tử tham gia thụ tinh nhân với gì các em? 100. Như vậy đơn vị của hiệu suất thụ tinh nó chính là gì các em? Phần trăm. Và thông thường thì một tinh trùng sẽ thụ tinh với một trứng để tạo ra một hợp tử. Chính vì vậy mà một tinh trùng được thụ tinh thì cũng chính bằng một trứng được thụ tinh và bằng gì các em? Một hợp tử được hình thành. Vậy ở dạng 2 này chúng ta sẽ có một số ví dụ như sau. Ví dụ 1. Cô có 100 tế bào sinh tinh của một loài 2N bằng 40 giảm phân. Biết hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 5%. Câu A, ý thứ nhất là xác định cho cô số tinh trùng được hình thành B, xác định cho cô số hợp tử
Được hình thành. Đúng rồi, có ví dụ ha. Cô có 10 tế bào sinh trứng. N bằng 38, giảm phân tạo trứng. Biết rằng các trứng đều được thụ tinh. Cái này cô chỉnh sửa tới nha. Các trứng đều tham gia thụ tinh. Tạo được 8 hợp tử. Ý thứ nhất, tính cho cô là số trứng được hình thành. Ý thứ hai, đó là câu B. Kem tính cho cô số nhiễm sắc thể bị tiêu biến trong các thể cực. Và câu C, tính cho cô số hiệu suất thụ tinh của các trứng. Rồi, chúng ta làm ví dụ một trước. Có 100 tế bào sinh tinh của một loài 2N40 giảm phân. Biết hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 5%, xác định số tinh trùng hình thành. Số tinh trùng hình thành sẽ bằng nghĩa kem số tế bào sinh tinh là 100 nhân với bao nhiêu? 4. Như vậy chúng ta sẽ có 400 tinh trùng. Được chưa em? Số hợp tử hình thành. Như vậy có 400 tinh trùng mà hiệu suất thụ tinh của 5%. Như vậy các em có số tinh trùng được thụ tinh chia cho tổng số tinh trùng. Đúng không em? Mà tổng số tinh trùng là nhiêu? 400 nhân với 100 là bằng 5%. Từ đây các em bấm cho cô số tinh trùng được thụ tinh. Bằng bao nhiêu? Như vậy các em tính được số tinh trùng được thụ tinh là nhiêu các em? 20. Và số tinh trùng được thụ tinh này cũng chính bằng cái gì? Số hợp tử hình thành luôn. Như vậy đáp án của câu B này chúng ta có gì các em? 20. Được không? Đáp án câu A là 400 tinh trùng, đáp án của câu B là 20. Ở ví dụ 2, có 10 tế bào sinh trứng, 2N bằng 38 giảm phân tạo trứng. Biết rằng các trứng đều tham gia thụ tinh, tạo được 8 hợp tử, số trứng được hình thành. Như vậy chúng ta có số trứng được hình thành sẽ bằng số tế bào sinh trứng nhân mấy em? Nhân 1. Mà số tế bào sinh trứng ở đây là 10. Nhân 1 sẽ bằng gì em? 10 trứng được hình thành. Số nhiễm sắc thể bị tiêu biến trong các thể cực. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ xác định số thể cực. 10 tế bào sinh trứng thì các em nhân 3 ra là ra số thể cực. Mỗi thể cực có số nhiễm sắc thể là gì các em? N. Như vậy chúng ta sẽ có 10 nhân 3 nhân N là mười mấy các em? 19. 2N38 thì N sẽ bằng 19. Như vậy số nhiễm sắc thể bị tiêu biến chúng ta sẽ có 30 nhân với 19 bằng 570 nhiễm sắc thể. Câu C, hiệu suất thụ tinh của các trứng. Có 10 tế bào sinh trứng tạo ra 10 trứng, nhưng mà khi thụ tinh chỉ có tạo ra 10 à 8 hợp tử thôi. Như vậy hiệu suất thụ tinh ta lấy số hợp tử. Số hợp tử cũng chính bằng gì các em? Số trứng được thụ tinh chúng ta chia cho tổng số trứng tham gia thụ tinh là 8 chia 10 nhân với 100 chúng ta sẽ có gì các em? Là 80%. Như vậy đây là hai ví dụ đơn giản nhất là từ công thức của xác định số gì các em? Tinh trùng và số trứng, số hợp tử qua quá trình giảm phân và thụ tinh. Bây giờ cô sẽ giới thiệu một số bài tập
liên quan tới nội dung của nhạc này. Câu 1. Quan sát một nhóm tế bào sinh tinh của một cơ thể ruồi giống có bộ nhiễm sắc thể 2N+8. Giảm phong bình thường, người ta đếm được trong tất cả các tế bào có tổng số 64 nhiễm sắc thể kép đang phân ly về hai cực. Số giao tử được tạo ra khi quá trình giảm phân kết thúc. Như vậy chúng ta phân tích đề cho cô. Câu 1 này, quan sát một nhóm tế bào. Ở đây đề yêu cầu là quan sát, đề cho là quan sát một nhóm. Vậy một nhóm là bao nhiêu? Một nhóm ở đây chúng ta gọi A là số tế bào gì các em? Ban đầu. Tế bào ban đầu này là tế bào sinh tinh của cơ thể ruồi giấm 2N giảm phân, A tế bào giảm phân. Người ta đếm được trong tất cả các tế bào này có 64 nhiễm sắc thể kép đang phân ly về hai cực của tế bào. Như vậy tại một thời điểm nào đó trong quá trình giảm phân thì người ta đếm được trong tất cả các tế bào có 64 nhiễm sắc thể kép mà đang phân ly về hai cực. Như vậy đối với câu 1 này chúng ta vừa kết hợp dạng 1 là xác định số nhiễm sắc thể đơn kép chromatid tâm động qua các kỳ của giảm phân, và dạng 2 đó là xác định số tế bào tham gia giảm phân cũng như là xác định số giao tử hình thành sau giảm phân. Câu này sẽ kết hợp giữa hai dạng cô vừa giới thiệu đúng không? Bây giờ các em thấy là 64 kép đang phân ly về hai cực của tế bào. Số nhiễm sắc thể kép mà đang phân ly về hai cực. Có nghĩa là tế bào này đang ở kỳ sau 1 hay kỳ sau 2 các em? Đang phân ly mà vẫn kép này chứng tỏ là ở kỳ sau 1 của quá trình gì các em? Giảm phân. Được chưa? Vậy thì 64 nhiễm sắc thể kép này chúng ta phân tích cho cô. Một tế bào 2N+8 thì ở kỳ giữa của giảm phân 1 chúng ta có 8 kép. Ở kỳ sau của giảm phân 1 thì chúng ta cũng có 8 kép. Vậy bây giờ có A tế bào ban đầu giảm phân thì tại thời điểm bây giờ chúng ta cũng có A tế bào. Được chưa nha? Vậy thì lúc này chúng ta suy ra A bằng mấy gam? 8. Như vậy chúng ta có 8 tế bào ban đầu. Số giao tử được hình thành sau khi kết thúc quá trình giảm phân. Bây giờ có 8 tế bào tham gia giảm phân. Tế bào ở đây là tế bào sinh gì? Sinh tinh. Như vậy số giao tử được tạo thành là các em lấy 8 nhân với 4 là bằng bao nhiêu các em? 32. Một tế bào sinh tinh giảm phân tạo ra 8 tinh trùng. 8 giao tử. À cô xin lỗi, một tế bào sinh tinh giảm phân thì tạo ra 4 giao tử. Ở đây chúng ta có 8 tế bào thì chúng ta có đáp án gì các em? B. 32 giao tử được hình thành. Thế là câu số 1. Câu số 2. Một tế bào sinh dục sơ khai của một loài thực hiện nguyên phân liên tiếp một số đợt, đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu hình thành 504 nhiễm sắc thể đơn mới. Các tế bào con sinh ra từ đợt nguyên phân cuối cùng đều giảm phân để tạo ra 128 tinh trùng chứa Y. Số đợt nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai là. Như vậy đối với câu 2 này, có sự kết hợp giữa gì các em? Bài tập nguyên phân với gì? Giảm phân. Đầu tiên là đề cho một tế bào. Một tế bào sinh dục sơ khai. Một tế bào ban đầu, cô giả sử tế bào này là 2N. Nguyên phân một số lần. Vậy số lần nguyên phân ở đây là ít lần nguyên phân. Ít lần nguyên phân thì sẽ tạo ra hai mũi gì các em? Tế bào con. Và trong quá trình này môi trường cung cấp bao nhiêu? 504 nhiễm sắc thể đơn mới. Các tế bào con sinh ra từ đợt nguyên phân cuối cùng có bao nhiêu tế bào con hình thành các em? Hai mũi đều giảm phân để tạo ra tinh trùng. Cái này các em còn phải xác định tổng tinh trùng. Trong đó thì có 128 tinh trùng chứa Y. Vậy bây giờ đề hỏi số đợt nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai. Có nghĩa là đề hỏi gì các em? Ít lần nguyên phân này là bao nhiêu lần?
Vậy các em lưu ý cho cô. Một tế bào sinh dục sơ khai của một loài, nhưng mà ở phía dưới là hỏi cho ra 128 tinh trùng chứa y, chứng tỏ tế bào sinh dục sơ khai này là tế bào sinh dục sơ khai gì các em? Được. Vậy thì một cơ thể đực này tạo ra tinh trùng chứa y. Vậy thì cơ thể này có cặp nhiễm sắc thể giới tính, con đực sẽ là con gì các em? XY. Mà một cơ thể XY thì khi tạo ra giao tử thì chúng ta sẽ có là 1 phần 2 tinh trùng X và sẽ tạo ra 1 phần 2 tinh trùng gì các em? Y. Đề cho rằng là quá trình giảm phân này tạo ra 128 tinh trùng chứa y rồi. Vậy chứng tỏ chúng ta cũng có tương ứng 128 tinh trùng chứa gì các em? Chứa gì đây? Chứa X. Vậy tổng số tinh trùng được hình thành qua quá trình này, chúng ta lấy 128 cộng với 128 thì chúng ta sẽ có gì, bao nhiêu tinh trùng các em? 256 tinh trùng. Được nha. Vậy chúng ta suy ngược lại. Chúng ta suy ngược lại là gì các em? Ở đây là con đực. Như vậy thì hai mũi tế bào tham gia giảm phân mà tạo ra 256 tinh trùng. Như vậy chúng ta sẽ có gì các em? 2 mũi nhân với 4 bằng 256. Được chưa? Từ đây chúng ta suy ra x bằng mấy cho cô? Các em lấy 256 chia 4 sẽ bằng 64. Như vậy x bằng mấy các em? 6. Số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai này là bằng gì các em? 6. Còn nếu như đề hỏi 2N bằng bao nhiêu? Giả sử đối với câu này đề hỏi 2N bằng bao nhiêu? Thì chúng ta có làm sao? Tổng số nhiễm sắc thể môi trường cung cấp là 504 sẽ bằng gì các em? 2N nhân 2 mũ x trừ 1. Đúng không các em? Bằng 2N. X là bằng 6. 2 mũ x. X ở đây các em thế cho cô. X bằng 6. Như vậy các em lấy cho cô là 504. Chúng ta chia cho 2 mũ 6 trừ 1. Như vậy, lúc này chúng ta sẽ có 2N bằng gì các em? Bằng 8. Đấy là ví dụ thứ hai. Có sự kết hợp giữa bài tập nguyên phân và gì? Giảm phân. Các em sang ví dụ thứ ba cho cô. Một tế bào sinh dục sơ khai của thỏ. Đề cho một tế bào nhưng các em chú ý các dữ kiện cho cô. Chúng ta phân tích dữ kiện. Một tế bào sinh dục sơ khai đực, đề cho con đực nha, của thỏ 2N bằng 44. Nguyên phân 5 đực liên tiếp tại vùng sinh sản để tạo ra các tế bào sinh dục con. Các tế bào này trải qua vùng sinh trưởng bước vào vùng chính tạo giảm phân. Giảm phân tạo tinh trùng. Tổng số nhiễm sắc thể đơn mới tương đương cần cung cấp cho tế bào trên trải qua vùng sinh sản chuyển sang vùng chính để tạo tinh trùng là bao nhiêu? Như vậy đối với câu 3 này cô sẽ hệ thống lại các quá trình như sau. Thứ nhất là các em. Đầu tiên là các tế bào sinh dục sơ khai. Các tế bào sinh dục sơ khai 2N này thì nó sẽ trải qua quá trình nguyên phân để tạo ra các tế bào sinh dục. Các tế bào sinh giao tử như các em. Đấy. Các tế bào sinh giao tử cụ thể ở đây con đực thì chúng ta có thể viết rằng là để tạo ra các tế bào sinh gì? Sinh tinh. Và quá trình mà từ tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân để tạo ra các tế bào sinh tinh này ở vùng này chúng ta gọi là vùng sinh sản. Được nha. Vùng sinh sản là vùng mà từ một hoặc là một vài tế bào sinh dục sơ khai tiến hành nguyên phân để tạo ra các tế bào sinh giao tử. Được nha. Sau đó là các tế bào sinh dục sơ khai này sẽ như thế nào các em? Sinh trưởng. Đúng không các em? Và đây là quá trình sinh trưởng để lớn lên này. Và trải qua quá trình gì các em? Chính để tạo ra các tế bào sinh dục chính. Được nha. Cái quá trình này từ các tế bào sinh tinh còn non nó trải qua quá trình sinh trưởng thì nó sẽ tạo ra các tế bào sinh dục chính.
Rồi từ các tế bào sinh dục chính này sẽ qua quá trình gì các em? Giảm phân để tạo ra gì? Giao tử. Cụ thể đây đó là tạo ra gì các em? Tinh trùng. Như vậy cái giai đoạn mà từ các tế bào sinh tinh còn non, đúng không, phát triển thành các tế bào sinh dục trưởng thành, ta gọi đây là vùng gì các em? Sinh trưởng. Và từ các tế bào sinh dục chính này giảm phân tạo ra tinh trùng thì chúng ta gọi là gì? Vùng chính. Như vậy bây giờ đối với đề này, đề cho là một tế bào sinh dục sơ khai, từ một tế bào sinh dục sơ khai 2N nguyên phân 5 lần. Thì một tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân 5 lần thì chúng ta sẽ có 2 mũ 5 gì các em? Tế bào. Và 2 mũ 5 này nó sẽ phát triển thành 2 mũ 5 tế bào sinh gì? Sinh tân. Các tế bào này sẽ trải qua vùng sinh trưởng bước vào vùng chính để tiến hành giảm phân, tạo ra các tinh trùng. Thì anh vậy số tinh trùng nếu như mà đề biểu tính thì chúng ta sẽ có 2 mũ 5 nhân với gì các em? 4 số tinh trùng. Đối với câu này đề hỏi gì? Tổng số nhiễm sắc thể đơn mới tương đương cần cung cấp cho tế bào trải qua vùng sinh sản. Trải qua vùng sinh sản có nghĩa là môi trường cung cấp cho quá trình nguyên phân. Chuyển qua vùng chính để tạo tinh trùng có nghĩa là môi trường cung cấp cho quá trình gì các em? Giảm phân. Được chưa? Cô nhắc lại về công thức môi trường cung cấp cho nguyên phân. Nhiễm sắc thể mà môi trường cung cấp cho quá trình nguyên phân. Chúng ta sẽ có gì các em? Tổng số nhiễm sắc thể của các tế bào con. Tổng số nhiễm sắc thể của tế bào con là 2N nhân với 2 mũi. Chúng ta trừ cho số nhiễm sắc thể ban đầu là trừ cho 2N. Sẽ bằng 2N nhân 2 mũi trừ 1. Được chưa? Còn số nhiễm sắc thể mà môi trường cung cấp cho quá trình giảm phân sẽ bằng một tế bào giảm phân thì chỉ trải qua một lần giảm phân duy nhất, đó là gồm có kỳ trung gian giảm phân 1 và giảm phân 2. Như vậy nhiễm sắc thể cung cấp cho quá trình giảm phân chính bằng số tế bào giảm phân. Chúng ta nhân với gì các em? 2N. Một tế bào giảm phân thì số nhiễm sắc thể nó nhân lên gấp đôi, từ 2N đơn nhân lên thành 2N kép. Như vậy có nghĩa là môi trường cung cấp 2N. Đây chính là hai công thức mà xác định tổng số nhiễm sắc thể môi trường cung cấp cho nguyên phân và số nhiễm sắc thể môi trường cung cấp cho gì các em? Giảm phân. Vậy đối với bài này chúng ta xác định từng nội dung cho cô. Thứ nhất là số nhiễm sắc thể môi trường cung cấp cho nguyên phân. Cho nguyên phân sẽ bằng gì các em? Có bao nhiêu tế bào nguyên phân? Một tế bào nguyên phân 5 lần thì chúng ta sẽ có 2N nhân 2 mũ 5 trừ 1. Kem thế vô 2N bằng 44. Kem 2 mũ 5 trừ 1. Được chưa? Kem bấm cho cô bao nhiêu? Lấy 44 nhân với 2 mũ 5 trừ 1 bằng 1364. Thứ hai là nhiễm sắc thể mà môi trường cung cấp cho quá trình giảm phân sẽ bằng số tế bào giảm phân. Có bao nhiêu tế bào giảm phân đây các em? 2 mũ 5 tế bào giảm phân. Chúng ta nhân với 2N. 22 mũ 5 nhân với 2N là bằng 44. Thứ hai, 2 mũ 5 là 32, chúng ta nhân với 44 bằng 1408. Vậy cả quá trình này chúng ta có 1364 cộng với 1408. Như vậy đáp án chúng ta sẽ bằng gì các em? 2772. Chúng ta sẽ có đáp án gì? 2772. C. Các em coi chừng nhầm với câu D nha. Câu D cái số nó gần gần giống. Thì chứ. Vậy câu 3 này chúng ta có thêm một cái công thức về tổng số nhiễm sắc thể môi trường cung cấp cho gì các em? Giảm phân. Bài này vừa kết hợp giữa bài tập nguyên phân với bài tập gì? Giảm phân. Chúng ta sang câu 4. Có 10 tế bào sinh dục sơ khai phân bào liên tiếp với số lần như nhau ở vùng sinh sản. Đề cho ban đầu 10 tế bào rồi nha. Sơ khai, đề này đề cho tế bào sơ khai này là đực hay cái chưa các em? Chưa.
liên tiếp với số lần như nhau ở vùng sinh sản. Có nghĩa là ở gì đây? Ở vùng sinh sản là xảy ra quá trình nhiệt gan nguyên phân. Môi trường cung cấp 2480 nhiễm sắc thể đơn. Như vậy, số lần như nhau thì chúng ta gọi là ít lần. Môi trường cung cấp, kem viết luôn công thức cho cô, 2480 sẽ bằng 10 tế bào. Một tế bào sẽ là 2N nhân 2 mũ X trừ 1. Tất cả các tế bào con đến vùng chín giảm phân đã đòi hỏi môi trường cung cấp thêm 2560 nhiễm sắc thể đơn. Đây cô có thể hệ thống lại như sau. Bây giờ đề cho 10 tế bào đúng không em? 10 tế bào 2N này nguyên phân ít lần thì sẽ tạo ra 10 nhân với nhiệt gam 2 mũ x tế bào con. Các tế bào con 2N này tiến hành giảm phân để tạo ra các giao tử. Chúng ta chưa biết được hai cái. Được chưa? Như vậy, đề cho là môi trường cung cấp 2560, đây là số nhiễm sắc thể đơn môi trường cung cấp cho giảm phân. Số tế bào giảm phân là nhiêu gam? 10 nhân 2 mũ x. Chúng ta nhân với mấy nữa? 2N ra số nhiễm sắc thể môi trường cung cấp. Rồi. Từ hai cái biểu thức này chúng ta giải ra các em sẽ có 2N bằng bao nhiêu và x bằng bao nhiêu. Vì cho này. Tiếp tục hiệu suất của các giao tử tham gia thụ tinh là 10%. Như vậy, khi mà các giao tử này được hình thành nha các em, hiệu suất tham gia thụ tinh là 10% thì tạo ra 128 hợp tử. Biết không có hiện tượng trao đổi chéo xảy ra trong giảm phân, xác định 2N và nhiễm sắc thể và giới tính của cá thể trên là yêu cầu các em xác định được hai cái. Như vậy, từ hai phương trình này là các em đã giải được 2N và x ngoài phẳng nè. Rồi các em bấm cho cô 2N bằng gì x. Như vậy các em giải ra 2N bằng 8 này. Và x bằng mấy gam? 5 tế bào, 10 tế bào ban đầu nguyên phân 5 lần. Vậy thì ở đây, số tế bào con hình thành chúng ta sẽ có 10 nhân với 2 mũ 5 là bằng 320 tế bào. Vậy 320 tế bào này nếu như mà là tế bào sinh tinh nha các em. Đây các em lưu ý cho cô. Nếu như mà tế bào sinh tinh thì chúng ta sẽ có 320 nhân với gì các em? 4. Thì sẽ ra số giao tử là nhiêu? Chúng ta sẽ có 1280 giao tử. 1280 giao tử này mà hiệu suất thụ tinh 10% thì đúng là ra 128 hợp tử nha em. Còn trường hợp thứ hai. Ví dụ trường hợp thứ hai này nó là tế bào sinh trứng là của con cái thì tạo ra 320 nhân 1 là bằng 320 trứng. Nếu như mà hiệu suất thụ tinh là 10% thì chỉ tạo ra 32 hợp tử. Như vậy rõ ràng là con cái là sai. Tế bào này phải là tế bào sinh nhiệt em, sinh tinh ở con đực. Như vậy chúng ta sẽ có gì 2N và ở giới gì? Giới đực. Câu D. Vậy vừa rồi cô đã giới thiệu một số bài tập liên quan tới quá trình giảm phân ở dạng 1 và dạng 2. Các dạng còn lại đó là dạng bài tập về xác định giao tử. Các em lưu ý chỗ này cho cô nha. Xác định giao tử này, số loại giao tử, tỷ lệ các loại giao tử. Qua quá trình giảm phân bình thường, không hoán vị. Giảm phân bình thường có hoán vị và giảm phân bị rối loạn. Cái này sẽ có các video kèm theo nha các em. Đối với ba trường hợp này thì có các video cô đã giảng ở phía trước. Cô sẽ gửi link kèm theo ở trong phần mô tả để các em tiện theo dõi. Rồi xin chào các em. Các em cố gắng theo dõi những video của phần tiếp theo.